Hello bạn ơi, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người cho em Toàn xin gửi một lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người và một lời chào thân ái đến tất cả mọi người. Hôm nay em Toàn có một em bình Sachuma size lớn, dáng rất là đẹp luôn. Ở đây như các bác đang xem đây. Em bình này là có hai em lân nữa. Đấy, hai em lân vẽ vàng. Bình này rất là sâu tuổi rồi. Màu nó cũng là tương đối là đẹp, một em bình men sành. Nhưng mà màu nó cũng rất là hợp lý phải không mọi người? Nó không không đen như những chiếc men sành khác, mà chiếc này là nó lại màu đỏ đỏ này lên. Đỏ đuôi này rất là đẹp luôn. Đấy, đấy nó lại điểm có hai em lân đây mọi người. Có hai em lân rất là đẹp luôn, hai em lân vẽ vàng. Đấy, nhưng mà tình trạng của hai em lân này là vẫn còn rất là mới nha mọi người nhé, không phải là rất là mới mà thường thường những cái bình như này nó có những con lân vẽ vàng này nó hay bị chảy xước, nhưng mà đặc biệt là hai cặp lân này, hai con lân này nó không được, nó không bị xước nhiều. Em xin phép là em đo kích thước đi, em đo kích thước cho mời các bác xem. Chiều cao của em bình này là 57 nhé mọi người nhé, chiều cao 57, miệng của nó là 24 nhé mọi người nhé, 24,5. Miệng 24,5 rất là đẹp luôn. Miệng rất là to. Người ta bảo là chơi bình nhất dáng gì ra. Em bình này là vừa được dáng lại vừa được da màu rất là đẹp luôn, nó sáng. Bụng của em này là 98 nhá mọi người nhá. Đấy, bụng là 98, rất là đẹp luôn. Đây em cho các bác xem này. Xem chuyện của nó đây. Đợi em một tí, nó nặng. Đây, mời các bác xem này, chuyện nó đẹp chưa? Rất là đẹp luôn. Em Sachuma men dạ đây mọi người xem này, nó độ xuống men của chiếc bình này rất là nhiều rồi. Rất là đẹp luôn. Đấy, màu của nó này mọi người này. Đấy, mời anh chị xem đây màu nó này. Ok chưa các bác? Quá là đẹp luôn. Nặng quá. Đây, miệng của nó đây mọi người. Đây em đặt nó vào đây. Đây mời các bác xem này, miệng của nó này. Miệng nó vẽ vào cả bên trong này luôn này mọi người này. Đấy, cái dòng Sachuma này và riêng về cái dòng men sành này gần như trước nào nó cũng vẽ tròn vào bên trong này hết nhé mọi người nhé. Để bình thường như những dòng khác là nó không vẽ tròn mà ở đây nó sẽ vẽ vàng xung quanh đây, nhưng mà riêng cái dòng này thường thường là nó toàn bộ nó vẽ vào trong như này tất mọi người ạ. Nên là cái điểm đặc biệt của cái dòng bình này nó như thế. Đây như ở cái cổ này mọi người. Đây em cho các bác xem cổ này. Đấy, cái cổ này nó vẽ vàng này. Rất là đẹp luôn. Đây các bác thấy chưa? Vẽ vàng rất là đẹp. Đấy các bác thấy chưa? Thấy vĩ đại chưa? Một em bình quá là đẹp luôn. Đúng là xứng đáng đồng tiền bát gạo khi các bác sưu tầm những em bình này về trưng bày để thêm vào bộ sưu tập của nhà mình, thêm phong phú. Đó, rất là đẹp luôn. Cái bình này dáng cũng đẹp mọi người ạ. Đây em đo cái từ cái cổ lên này. Ở cổ 20 luôn mọi người. Rất là đẹp luôn. Cổ 20, cái này 57 thì là cái là bụng của nó là 37. Quá là đẹp luôn. Rồi em xin phép là em kéo nó sát lại để em quay cho các bác xem nhé. Đấy, cái màu này các bác thấy em kéo lại cái màu của cái bình này nó nổi không? Cái màu quá đẹp luôn. Đấy, các bác nào mà ưng ý em bình này thì các bác cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668. Em Toàn ở bên này là em vẫn đang ở bên Nhật nên là em có thời gian là em đi sưu tầm những cái chiếc bình này về để giao lưu với tất cả mọi người. Là những toàn bộ những sản phẩm của em là em lấy ở các cửa hàng ra, nên là các bác cứ yên tâm, hàng của em là chuẩn 100% là của Nhật, tuyệt đối với em làm hàng là không có hàng giả, nói luôn là không có hàng giả. Nếu mà các bác nào mà lấy hàng của em mà mới mà đang tìm hiểu về em thì cứ yên tâm. Còn những các bác nào mà lấy hàng từ trước rồi thì thôi em không phải nói. Nhưng mà những cái bác nào mà muốn lấy hàng mà chưa tin tưởng em ấy thì các bác cứ yên tâm là em lấy hàng.
hàng của em nếu mà em bán cho các bác, kể cả một năm sau mà có ai mà chứng minh được ra cái bình của em nó là bình bình giả, bình bình kém chất lượng đi, thì các bác cứ liên hệ với em. Đền bù thì em không dám nói đền bù, nhưng mà để em sẽ mua lại đúng cái giá ngày trước em bán cho các bác như nào, là em sẽ mua lại đúng cái giá đấy, nếu mà các bác nào chứng minh được là cái bình của em là bình bình giả. Nên là các bác cứ yên tâm. Còn nếu mà bảo cứ bảo là sau này mà đền bù một gấp 5 gấp 10 thì em cứ nói luôn là em không có đền bù. Còn em sẽ nhận lại thôi. Đấy, các bác xem này, những cái hoa này toàn bộ vẽ nổi khối lên á, vẽ nổi lên, sờ nó ráp ráp rất là đẹp luôn. Cái bình này em nói rồi, quá là mê luôn các bác. Một em bình như này thì xứng đáng để mình sưu tầm quá. Thôi em toàn xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người nếu mà ai mà ưng ý em bình này thì cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668. Thôi em Toàn xin chào mọi người.